Ở trận thi đấu nội dung đôi nam, Đình Hoàng vừa trải qua một trận đấu dài 1 tiếng 10 phút ở nội dung đơn nam. Khi trận chung kết đó, Đình Hoàng đã để thua đáng tiếc ở set đấu thứ 3 với điểm số là 21-19 trước Nguyễn Tiến Tuấn, vận viên của đơn vị Hà Nội. Đấu và trận đấu bắt đầu. Đình Hoàng, Đình Mạnh mặc trang phục áo màu đen, đứng phía gần màn hình. Một pha đỡ phát cầu rất tốt của Đình Hoàng. Pha đập cầu tốt. Pha. Vân Anh Lan ở đâu? Lan ở đâu? Sao anh báo lên để xem nó chuyên gia nó nhắc nhở gì? Pha đập cầu tốt của Chí Đức. Cầu. Và một pha. Pha. Lan. Vân Anh. Một pha bắt cầu lỗi của Đình Mạnh. Trung Minh. Đây là trận thứ 5. Pha đánh cầu lỗi của Đình Mạnh. Điểm cho Hà Nội 13-11. Đập cầu rất tốt của Đình Hoàng. Đăng bản ai đưa điện thoại cho nó mình. Nó xuống lèo nhèo rồi. Học cổ mẹ thì đang nói chuyện. Thời rồi em có đi là đồng hương chỗ. Em chân tay cứ như bị bó. Quá. Hơn đi. Một tình. Có tim. Lên nó khác hẳn luôn, mà nó rất thích luôn, mà nó sẽ tập trung vào đang hy vọng là một thời gian nữa mai sẽ vượt trội. Rồi nó mới có quả đập đây mà, chứ còn từ bé đến giờ là nó có đập đâu, nó chỉ công tác chấm hết. 19-16 cho Lâm Đồng. 18-19. Nhắc nhở kính quá anh Tây Gia Đen ơi. 19 đều. Rất đặc. Cầu tốt. Một pha đánh cầu hỏng của Đình Mạnh. Một pha đỡ cầu lỗi của Đình Hoàng. Những điểm số rất quan trọng thì Đình Hoàng và Đình Mạnh, hai vận động viên thay nhau hỏng.
Và đặt cầu hỏng của Đình Hoàng. Một pha giật lẩy khi Trí Đức Hồ Đình Hoàng lên đánh lưới đã giật lẩy. Và điểm kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì đội của Hà Nội đã vượt qua Lâm Đồng với điểm số là 22-20. Cầu trong sân đổi giao cầu cho Lâm Đồng 2-1. Một pha đánh cầu đáng tiếc của Tuấn Anh. Điểm cho Lâm Đồng 7-5. Là 11-8 nghiêng về hai vận động viên của Lâm Đồng. Có tí chuyện riêng anh Tây Gia Đen ơi. Rồi ok rồi nha, tập trung chuyên môn đây. Đình Hoàng đang rất mệt sau khi đánh một trận đơn 3 set với Tiến Tuấn. Một trận thi đấu kéo dài 1 giờ 10 phút. Và set đấu trận đôi nam này cũng đã được 35 phút rồi. Điểm cho Lâm Đồng 13-9. Một pha đập cầu tốt của Đình Mạnh. Giao cầu lỗi. 17-10 cho Lâm Đồng. Một pha đập cầu lỗi của Tuấn Anh. 18-10 cho Lâm Đồng. Nhưng mà nếu mà trực tiếp cho giải thì không chụp ảnh cho các vận động viên được. Pha đánh cầu rất tốt của Đình Hoàng. 19-10 cho Lâm Đồng. Pha đặt cầu không qua lưới của Đình Hoàng. Chương trình dự đoán tỷ số à Mạnh ơi? 20-12 cho Lâm Đồng. Hiệp đấu thứ hai kết thúc. Phần thắng thuộc về hai vận động viên của Lâm Đồng. 21-12. Không đều. Một pha đập cầu ra ngoài của Trí Đức. Không xin nghe gì.
Cầu ngoài, một pha cầu đáng tiếc của Chí Đức. Rất hay. Chưa biết là ngày mấy điểm này chưa biết nào. Một pha đập cầu lỗi của Đình Hoàng. Chí. Đáng tiếc. Kết bạn hiện tại giờ hơn 600 người kết bạn mà chưa được đồng ý do lý do là đang full rồi. Rất sau buổi này ai chỉ dùm cho cách lọc nhé. Lọc Facebook, lọc bạn nhé. Điểm số bây giờ là 5-3 nghiêng về Lâm Đồng. Một phòng thủ đáng tiếc của Đình Hoàng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát các trận thi đấu và các thông tin cập nhật của cú pháp là cầu lông Việt Nam TV. Pha đánh cầu tốt của Chí Đức. Một pha đỡ cầu lỗi của Chí Đức. Điểm cho Lâm Đồng 7-5. Rất tốt. Chuẩn bị lại mở nhà hàng tắc lắc. Thế làm nào? Một pha đánh cầu rất đáng tiếc của Đình Hoàng. Đó là 8 đều. Một pha bắt cầu nhanh của Đình Mạnh. Pha đẩy cầu tốt của Chí Đức. Pha đập cầu rất tốt của Đình Hoàng. Trong 3 set đấu và set đấu thứ 3 thua với tỷ số 21-19. Cho tôi uống, không được cho uống lúc nào. Một pha xử lý rất đáng tiếc của Đình Mạnh. Hai pha liên tục của Đình Mạnh. Trùng rất tập trung để có thể thi đấu tốt. Và một pha ghi điểm của Đình Mạnh. Đổi giao cầu 12 đều. Hai trận chung kết thì Đình Mạnh cần là một vận động viên phải cố gắng hơn rất nhiều để có thể gánh Đình Hoàng trong trận đấu này. Cầu ngoài, viên phải thi đấu bằng ý chí. Cầu trong sân, một pha cảm giác không tốt của Đình Mạnh. Cầu ngoài, 16-13. Một pha bắt lưới tốt của Đình Mạnh. Nó là giác quẹt mệt mỏi rồi nên không tốt. Bản thân tôi đang lạnh hết cả người. Mặt và tay của tôi đang tê dại vì buổi tối chưa ăn gì. Thực sự là đang tê tay này. Tê tay tê cả mặt. Pha đập cầu rất tốt của Tuấn Anh. 17-14 cho Hà Nội. Pha bắt cầu rất tốt của Tuấn Anh. Điểm cho Hà Nội 18-14. Rất tốt, một pha đẩy cầu trên lưới tốt của Đình Mạnh. Điểm số giờ là 15-18. Một pha ghi điểm của Đình Mạnh 16-18. Đang đói. Một pha đánh lưới rất hay của Tuấn Anh. Điểm cho Hà Nội 19-16. Một pha hất cầu lỗi của Đình Mạnh. Ngay lập tức thì Tuấn Anh giành ngay một điểm về cho mình.
20-16. Một pha đập cầu tốt của Đình Mạnh. Điểm số được rút ngắn xuống còn 3 điểm, 17-20. Cứ mạnh đánh rồi. Ôi. Một pha bắt lưới rất tốt của Đình Mạnh. 18-20. Hồi xong. Vâng, xin chúc mừng hai vận động viên của Hà Nội. Rất đáng tiếc cho Lâm Đồng. Và chúc mừng hai vận động viên của Hà Nội. Một buổi thi đấu có một chút thất vọng và đối tiếc của Đình Hoàng khi cả hai trận chung kết anh đều thua ở những điểm số 21-19 và 21-18 ở xét đấu thứ 3.